chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị những thông tin cực nóng và chấn động đang làm xôn xao dư luận trong và ngoài nước về mối quan hệ ngày càng gia tăng căng thẳng giữa Việt Nam Cộng Hòa và Trung Quốc ở Biển Đông. Khi mới đây, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã gửi một thông điệp cứng rắn cảnh báo tới chính phủ Việt Nam Cộng Hòa liên quan đến các thông tin mà cơ quan tình báo Hoa Nam Trung Quốc nắm được về một cuộc gặp không chính thức bí mật tại Hawaii giữa các quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ về việc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cho phép Mỹ triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại các điểm nhạy cảm như Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, đảo Trường Sa lớn, thậm chí là ở các tỉnh vùng biên giới giáp với Campuchia, Lào và Trung Quốc, nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc. Hai bên cũng còn đang trong quá trình đàm phán để đem lại kết quả cuối cùng. Trung Quốc cho rằng Việt Nam không nên chơi kiểu ngoại giao đu dây với tiềm lực quân sự và kinh tế hiện tại, cũng như việc Việt Nam Cộng Hòa lệ thuộc và chịu ảnh hưởng quá nhiều về kinh tế đối với Mỹ. Trung Quốc có thể nghiền nát Việt Nam Cộng Hòa bất kỳ lúc nào, cho dù Việt Nam có dựa dẫm vào Mỹ đi chăng nữa. Lời đe dọa của Trung Quốc làm cho giới lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa rất bất bình. Việt Nam Cộng Hòa sẽ có đối sách ra sao về vấn đề nhạy cảm mang tính sống còn này và diễn biến của sự kiện đang làm xôn xao dư luận này ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cung cấp cho quý vị trong các bản tin tiếp theo. Tin liên quan đến sự kiện nóng đang làm dư luận xôn xao này, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu và tham khảo thêm chuyên mục Khi Việt Nam Cộng Hòa đi đêm với Mỹ trong chương trình thời sự còn lại của chúng tôi. Thưa quý vị, từ khi Trung Quốc bộc lộ dạ tâm thống trị thế giới và chiếm đoạt bằng được phần lớn diện tích Biển Đông, làm cho dư luận tin rằng một cuộc chiến cuối cùng chắc chắn cũng phải xảy ra giữa Trung Quốc với các nước liên quan. Vấn đề chỉ phụ thuộc vào thời gian, đặc biệt trong sự đối đầu mang tính tiềm ẩn này, Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản Việt Nam là nước có nguy cơ và dễ bị tổn thương nhất. Tuy rằng một số lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vì quyền lợi riêng sẵn sàng thỏa hiệp nhượng bộ với Trung Quốc và xem nhẹ vấn đề chủ quyền lãnh thổ, làm cho phía Trung Quốc tự tung tự tác ngày càng lớn tới. Khi tiếp tục tôn tạo, bồi đắp, chuẩn bị cơ sở hậu cần nhằm khơi mào cho một cuộc chiến tranh và tạo ra sự đã rồi trong việc xác lập chủ quyền bất hợp pháp trên Biển Đông, và phần lớn là nhờ vào sự giúp sức của chính quyền Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông Obama trước đây. Nhưng cũng có một số quan chức trong quân đội và dân sự nhận thấy được mối nguy cơ từ Trung Quốc đối với an ninh quốc gia của Việt Nam. Và dưới sức ép mạnh mẽ của dư luận trong và ngoài nước, họ sẵn sàng để ngỏ việc hợp tác với Hoa Kỳ trong việc đối phó với Trung Quốc. Và chính yếu tố này đã thúc đẩy việc đàm phán và thương thảo bí mật giữa chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và chính quyền Mỹ về việc thiết lập một hệ thống hỏa tiễn phòng không được đặt tại các địa điểm nhạy cảm gần Biển Đông như tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, các đảo do Việt Nam quản lý tại quần đảo Hoàng Trường Sa và tại các vùng biên giới trên đất liền. Điều này là cần thiết vì chúng đem lại lợi ích cho cả hai nước trong việc răn đe đối đầu với Trung Quốc nếu có bất kỳ cuộc khủng hoảng nào xảy ra trong tương lai. Giới chiến lược gia tại Hoa Thịnh Đốn từ lâu tin rằng nếu Hoa Kỳ lắp đặt đủ loại hỏa tiễn hiện đại của mình tại Phi Luật Tân và Việt Nam Cộng Hòa thì sẽ khiến ông Tập Cận Bình trùng tay do dự khi tiếp tục chương trình quân sự hóa và bành trướng lãnh hải của mình. Vào năm 2016 và năm 2017, khi Hoa Kỳ quyết định lắp đặt dàn hỏa tiễn Tha Ác tại biên giới Nam Hàn, người ta thấy Bắc Kinh lo sợ ra mặt và phản ứng dữ dội về ngoại giao đối với Hoa Thịnh Đốn. Bắc Kinh biết rõ hệ thống radar của dàn hỏa tiễn Tha Ác đặt tại nơi này với khả năng phạm vi dò tìm lên đến 1.000 cây số bán kính, có thể thu thập mọi hoạt động trên lãnh thổ Trung Cộng từ quốc phòng đến dân sự, khống chế vùng trời Trung Cộng một cách dễ dàng.
Điều này cũng khiến các dàn hỏa tiễn của Trung Cộng vô hình chung bị theo dõi và vô hiệu hóa. Trong bối cảnh Trung Cộng hiện nay tiếp tục gia tăng sức mạnh quân sự của mình tại Biển Đông, thì việc chính phủ Trung cho các tướng lãnh ra hù dọa lung tung có vẻ như không hữu hiệu cho lắm. Đáp trả lời hù dọa là quân đội Hoa Kỳ sẵn sàng nhấn chìm các đảo nhân tạo của Trung tướng Kenneth McKenzie, Giám đốc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Trung Cộng cho điều phản lực cơ H-6K có khả năng phóng hỏa tiễn hạch tâm ra các đảo nhân tạo. Nhằm tiếp tục áp lực lên Trung Cộng, ngoài việc để cho các tướng lãnh của mình hù dọa Trung Cộng tối đa, chính phủ Trung còn lần lượt điều hàng loạt các tàu chiến của mình và đồng minh tuần tra Biển Đông và cập bến Việt Nam. Vào tháng 3 năm 2018, hàng không mẫu hạm HKMH của Hoa Kỳ Pat Vision đến Đà Nẵng. Thủy thủ của Hoa Kỳ được lệnh cho mở sân khấu hát hò, nối vòng tay lớn, ầm ĩ như là tín hiệu để phát ra cho đồng minh của mình, nhắc nhở là đã đến lúc phải bày tỏ thái độ của quốc gia mình về vấn đề Biển Đông. Kể từ đó, mảnh đất miền Nam từng mang tên Việt Nam Cộng Hòa nhộn nhịp chào đón hết tàu chiến của quốc gia này đến tàu chiến của quốc gia khác cập bến. Miền Nam Việt Nam trở thành cái thùng bỏ phiếu thuận hay chống Trung Cộng của các cường quốc. Hãy nước nào đồng tình với Hoa Kỳ về việc chống lại sự bành trướng lãnh hải của Trung Cộng tại Biển Đông thì cho tàu chiến cập bến miền Nam Việt Nam. Điểm qua sơ sơ trong năm 2018, chúng ta thấy vào tháng 5, tàu chiến Ấn Sayagi vào bãi Tiên Sa của Đà Nẵng. Trong tháng 7, tàu chiến La Fayester Sukhoi của Pháp đến Sài Gòn. Gần cuối tháng 7, tàu ngầm Kuroshio của Nhật Bản đến cảng Cam Ranh. Tháng 9, tàu HMS Albion của Hải quân Anh đến Sài Gòn. Cuối tháng 9, tàu chiến Canada HMCS Kagagi đến Đà Nẵng. Đó là chưa kể tàu của Nam Hàn, của New Zealand, Úc cũng lần lượt cập bến miền Nam Việt Nam. Điều này thật sự làm cho Trung Cộng có phần do dự khi tiếp tục quân sự hóa các đảo ở Biển Đông trong thời gian qua. Thế nhưng, sách lược này của Hoa Kỳ vẫn bị phê bình là chưa đủ vì sự đe dọa quân sự của Hoa Kỳ lên Trung Cộng không được thường xuyên. Mà muốn cho Trung Cộng trùng tay đổi ý thì sự đe dọa quân sự lên Bắc Kinh phải thường xuyên hơn và hung hiểm hơn. Từ đó, giải pháp đặt hàng loạt các dàn hỏa tiễn ở các vị trí chiến lược từ trong nội địa của Việt Nam và từ các hải đảo của Phi được bàn đến. Một điểm khó khăn khác cho Hoa Kỳ khi tiến hành đặt các dàn hỏa tiễn của mình tại Việt Nam là Hoa Kỳ cần có một căn cứ quân sự hiện diện thường trực tại Việt Nam để hỗ trợ bảo vệ vùng trời cho sự an toàn của các dàn hỏa tiễn. Điều này vẫn còn trong vòng thương thảo kể từ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Benatia viếng thăm Cam Ranh vào tháng 6 năm 2012. Tuy nhiên, người ta cũng đã thấy Bộ trưởng Quốc phòng Mastit viếng thăm sân bay Biên Hòa vào tháng 10 năm nay. Sân bay Biên Hòa từng là căn cứ không quân của Hoa Kỳ vào thời Việt Nam Cộng Hòa. Hoa Kỳ đã bỏ ra 390 triệu Mỹ Kim để tu sửa phi trường và loại trừ những di hại của các hóa chất khai hoang khi xây dựng mở rộng phi trường này trong thời chiến nhằm đem đến sự an toàn cần thiết cho quân nhân Hoa Kỳ quay trở lại phi trường này trong tương lai. Ngoài phi trường Biên Hòa, phi trường quân sự Đà Nẵng cũng nằm trong danh sách được Hoa Kỳ chi viện. Lấy cớ là đổ chuyên viên thiết bị xuống phi trường Đà Nẵng và Biên Hòa trong kế hoạch giải trừ di hại của hóa chất khai hoang, phi cơ vận tải quân sự của Hoa Kỳ mang theo nhiều thiết bị lần lượt đáp xuống hai phi trường này thường xuyên. Hiện cả Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam vẫn giấu kín số lượng chuyên viên quân sự Hoa Kỳ làm việc thường trực tại hai phi trường này. Cũng lấy cớ là để tạo thuận lợi cho vấn đề tẩy trừ di hại của hóa chất khai hoang, các đường bay quân sự bị hư hại được tu chỉnh lại. Các nhà kho quân sự ở hai phi trường này được làm mới lại. Các hệ thống thiết bị điều hành không vận cũng được đổi mới. Điều đó cũng cho thấy từng bước Hoa Kỳ thực hiện xây dựng nền tảng cần thiết cho các dự tính quân sự lâu dài của mình trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam.
Biết rõ, Bắc Kinh đang cố hoàn thiện khả năng tấn công bằng hỏa tiễn của mình tại Biển Đông, Hoa Kỳ lần lượt đưa các chiến hạm phóng hỏa tiễn hiện đại của mình vào Hoàng Sa, như muốn khẳng định với Bắc Kinh và các nước trong vùng là thế mạnh hỏa tiễn của Bắc Kinh không ăn thua gì. Cụ thể là gần đây nhất, báo chí loan tin Hoa Kỳ đưa chiến hạm phóng hỏa tiễn hiện đại USS Chanakot V đi vào vùng biển Hoàng Sa vào ngày 30 tháng 11 năm 2018 và vào ngày 7 tháng Giêng năm 2019. Chiến hạm phóng hỏa tiễn USS McCombell cũng được có lệnh tuần tra vùng biển này. Cả hai đợt tuần tra chỉ cách nhau không đầy 2 tháng. Mức độ tuần tra bởi các chiến hạm phóng hỏa tiễn hiện đại của Hoa Kỳ vào Hoàng Sa ngày càng dồn dập, cho thấy Hoa Thịnh Đốn thật sự đang gia tăng sức ép quân sự của mình lên Bắc Kinh để buộc Bắc Kinh phải từ bỏ tham vọng khống chế Biển Đông bằng hỏa tiễn. Điều này rõ ràng làm Bắc Kinh bực tức, nhưng vẫn chưa đủ để Bắc Kinh e dè mà hủy bỏ dạ tâm tăng cường sức mạnh hỏa tiễn của mình để khống chế Biển Đông, trừ phi các dàn hỏa tiễn hiện đại của Hoa Kỳ thật sự được áp đặt tại Việt Nam. Đe dọa đến sức mạnh hải quân của Bắc Kinh một cách thường trực. Theo ý của Tom Goggin, viết bài gửi cho Washington Examiner với tựa đề: để chống lại chủ nghĩa bá quyền của Trung Cộng, Hoa Kỳ nên yêu cầu lắp đặt các dàn hỏa tiễn tầm xa tại Việt Nam và Phi. Goggin lý giải rằng Hoa Kỳ cần phải đặt hỏa tiễn tầm xa hiện đại một cách thường trực tại Việt Nam và Phi theo lối lấy độc trị độc. Nghĩa là nếu Trung Cộng muốn đỡ sức bằng hỏa tiễn, lắp đặt các dàn hỏa tiễn tại các đảo tạm chiếm trái phép ở Biển Đông, thì Hoa Kỳ cũng phải lắp đặt các dàn hỏa tiễn của mình tại Phi và Việt Nam để đáp lại. Theo ý của Goggin, có ăn miếng trả miếng như vậy thì mới khiến Bắc Kinh chùn bước. Trung Cộng không muốn thấy hỏa tiễn tầm xa của Hoa Kỳ đe dọa mình từ Việt Nam hay Phi, thì phải tháo dỡ ngay lập tức các dàn hỏa tiễn của mình tại Biển Đông. Mặc dù đối sách của Goggin đưa ra lắp đặt đủ loại hỏa tiễn hiện đại của Hoa Kỳ tại Phi và Việt Nam để tăng thêm thế mạnh ngoại giao cho Hoa Kỳ khi thương thảo với Trung Cộng về Biển Đông, nhưng trên thực tế, bước đi này nếu Hoa Kỳ thực hiện sẽ khiến Hoa Thịnh Đốn tiến thêm bước nữa trong việc đối đầu trực diện quân sự với Trung Cộng. Và vì vậy, Tòa Bạch Ốc cần hậu thuẫn mạnh từ Quốc hội và công chúng Hoa Kỳ, vốn vẫn còn chưa dứt khoát ủng hộ chính phủ đẩy mạnh căng thẳng quân sự với Trung Cộng. Chính phủ Trung gia tăng tuần tra bằng cách chiến hạm phóng hỏa tiễn hiện đại vào Hoàng Sa trong thời gian gần đây là một giải pháp tạm thời thích hợp nhất trong lúc những điều đình thương thảo giữa Cộng sản Việt Nam và Phi còn đang trong vòng thương thảo. Đối với Cộng sản Việt Nam, tình thế ngặt nghèo bị Trung Cộng o ép tại Biển Đông đã khiến Hà Nội buộc lòng phải đi đến cộng tác với Hoa Kỳ về mặt quân sự ngày một sâu rộng hơn. Càng cộng tác sâu rộng về quân sự với Hoa Kỳ bao nhiêu thì ý nghĩa của cuộc chiến được ca ngợi là kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong quá khứ càng lúc càng bị lộ ra là một cuộc chiến hy sinh xương máu của dân tộc một cách vô ích. Vì người dân Việt ngày nay, thông qua sự hợp tác quân sự này, ác cũng thấy kẻ thù xâm lược nước nhà không phải là Mỹ như đang đã tuyên, mà ngược lại chính là Trung Cộng. Một chế độ mà Cộng sản Việt Nam ngửa tay nhận viện trợ vũ khí dài hạn để bắn giết đồng bào. Nhưng đó cũng không phải là điều mà Cộng sản Việt Nam lo lắng. Điều mà Cộng sản Việt Nam lo lắng chính là hình ảnh của Việt Nam Cộng Hòa, đồng minh của Hoa Kỳ, vốn bị Cộng sản Việt Nam kết tội là ta sai Mỹ, ngụy, sẽ trở lại trong tâm trí của người dân Việt trong tiến trình hợp tác quân sự ngày một sâu rộng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Nay Cộng sản Việt Nam đang đứng vào tình thế mà Việt Nam Cộng Hòa phải chịu đựng trước đó, tức là buộc phải nhận vũ khí của Mỹ, cộng tác quân sự với Mỹ để tự vệ trước thảm họa bị thôn tính cũng bởi Cộng sản. Điều này khiến nền tảng lý luận chính trị của Cộng sản Việt Nam bị hụt hẫng. Cộng sản Việt Nam được tồn tại đến ngày nay không phải vì có sức mạnh đủ để đàn áp người dân như nhiều người lầm tưởng, mà là nhờ ngoại viện từ khối Cộng sản để có kinh phí hoạt động, và nay là nhờ ngoại viện kinh tế từ thế giới tư bản, trong đó có Hoa Kỳ.
cộng với một nền tảng lý luận chính trị vững chắc để lợi dụng lòng yêu nước của người dân Việt một cách tối đa trong việc duy trì quyền lực. Sự cộng tác quân sự với Hoa Kỳ đang từng bước làm nền tảng lý luận chính trị thế mạnh của Cộng sản Việt Nam trong việc duy trì quyền lực chính trị càng lúc càng đổ vỡ, dẫn đến sự băng hoại chính trị toàn diện từ thượng tầng lãnh đạo đến hạ tầng cán bộ. Một khi kết cấu tập trung quyền lực đã không còn sự hậu thuẫn tuyệt đối của người dân, kết cấu này từng bước bỗng trở thành là mục đích của mọi sự phản kháng, lật đổ của toàn xã hội. Và trong lúc nội bộ Cộng sản không còn nhất quán về tư tưởng chính trị, thì quyền lợi kinh tế lại càng làm mâu thuẫn nội bộ thêm gay gắt chia rẽ. Do đó, Cộng sản Việt Nam thật sự tự đào hố chôn mình khi tiếp tục cộng tác quân sự với Hoa Kỳ. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, hơn 75% dân số Việt Nam bà chung kịch liệt. Điều này cho thấy cơ sở nền tảng lý luận chính trị cho quyền lực của Cộng sản Việt Nam sẽ không còn nếu Cộng sản Việt Nam tiếp tục quy lụy Trung Cộng để cầu an trong thập kỷ tới. Nhưng nếu theo Mỹ chống Trung Cộng để lấy lại cơ sở hậu thuẫn quyền lực, thì sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ thường trực tại Việt Nam lại khiến hình ảnh Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại, lan rộng và thiết lập nền tảng hậu thuẫn chính trị một cách tự nhiên, dễ dàng. Giới chức chấp bu của Cộng sản Việt Nam đã nhìn thấy được tác động của quân đội Mỹ rất mãnh liệt lên người dân Việt Nam thông qua thời gian. Sự sôi động hào hứng của người dân Việt khi tự nguyện đón tiếp thủy thủ Hoa Kỳ đang làm giới chức chấp bu của Cộng sản Việt Nam lo lắng. Điều này cho thấy nền tảng chính trị của Việt Nam Cộng Hòa chưa hề bị mất đi vì không có người dân Việt nào tin rằng Việt Nam Cộng Hòa cộng tác quân sự với Mỹ là tay sai cả. Cũng theo bản thống kê từ Singapore, tỷ lệ người dân Việt Nam tin vào Mỹ cao nhất Đông Nam Á vượt quá 54%. Cho nên một chính thể chính trị mang tiếng là thân Mỹ như Việt Nam Cộng Hòa không có lý do gì mà không thể tồn tại tại Việt Nam theo đúng ý nguyện của người dân trong tương lai. Do vậy, sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam chắc chắn đem đến một tác động rất mạnh lên xã hội và chính trị của Việt Nam mà Cộng sản Việt Nam không thể nào chống đỡ nổi. Mà sự tác động này chỉ có lợi cho kẻ thù cũ của Cộng sản Việt Nam là Việt Nam Cộng Hòa, một bóng ma cứ ám ảnh Cộng sản Việt Nam cho đến ngày nay. Do sự ngần ngại về mặt tâm lý, như đã trình bày, các vòng thương thảo để Hoa Kỳ có thể hiện diện hải quân thường trực tại Cam Ranh hay đặt các dàn hỏa tiễn thường trực lúc nào cũng bị Cộng sản Việt Nam trì hoãn, dè chừng.